chị, em xin chị, chị hãy cho em được chuộc lại lỗi lầm của mình. Cô muốn gì? Chuyện đã tới nước này, em đâu còn lừa dối ai được nữa đâu. Em sẽ nghe lời chị, sẽ thú nhận tất cả mọi thứ. Em sẽ xin bác sĩ Tài, em sẽ xin ông ấy trả lại gương mặt này cho chị. Em sẽ cố gắng trả lại hết tất cả mọi thứ cho chị. Nhưng tôi không chờ được lâu đâu. Không lâu đâu chị, chỉ một hai ngày thôi. Em sẽ liên lạc với bác sĩ Tài, rồi em sẽ gọi điện thoại cho chị. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm, chị của em. Má gọi cho em. Alo má. Dạ con nghe nè. Có chuyện gì vậy má? Chị con nói gì với má hả? Không, chị con không nói gì hết. Nhưng chắc chắn sẽ tới một ngày chị con sẽ nhớ lại hết. Thiệt tình, má không dám nhìn mặt, cũng không biết phải nói làm sao. Nếu như chị con hỏi là tại sao má làm như vậy. Má vẫn chưa biết chị ta đã nhớ lại. Má không thể tiếp tục lừa dối mọi người nữa. Hãy trả tất cả lại cho chị của con đi. Con đừng sợ, má sẽ luôn bên cạnh con để chở che bảo vệ cho con nha con. Nếu như không còn chị ta thì má sẽ không bắt mình trả. Má, con cũng mệt mỏi lắm rồi. Má muốn con trả thì con sẽ trả. Vương ngày hôm qua.